Thảm án bốn bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh. Trở về nhà sau ca làm đêm, chị Thanh hãi hùng khi phát hiện mẹ cùng hai con ruột và cháu gái tử vong do tác động gây thương tích. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại khu hợp thành phường Phương Nam, thành phố Uông Bí vừa xảy ra vụ việc bốn người trong một gia đình bị giết chết. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ ngày 24 tháng 9, chị Vũ Thị Thanh, chủ hộ gia đình đi làm ca về thì phát hiện tại nhà có mẹ đẻ, hai con và một cháu ruột bị giết chết do có tác động thương tích, nghi có dấu hiệu án mạng. Danh sách gồm bà Nguyễn Thị Hát sinh năm 1955 là mẹ đẻ chị Thanh, cháu Phạm Đình Hưng sinh năm 2007 là con trai chị Thanh, cháu Phạm Thu Hà sinh năm 2008 là con gái chị Thanh, cháu Vũ Khánh Huyền sinh năm 2013 là cháu ruột con của chị gái chị Thanh. Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là bà Vũ Thị Thu Thủy cùng Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh, lãnh đạo thành phố Uông Bí và các cơ quan chức năng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Hiện các cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác định nguyên nhân và triển khai các bước tiếp theo luật định. Các cơ quan chức năng và thành phố Uông Bí bảo vệ hiện trường, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định tư tưởng nhân dân địa phương, tập trung chăm sóc bảo vệ các thành viên trong gia đình nạn nhân, có cơ chế chính sách hỗ trợ sau khi có kết luận điều tra. Ông Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh cho hay, hiện trường nơi xảy ra vụ việc là căn biệt thự 2 tầng mới xây nằm gần trung tâm phường Phương Nam. Các nạn nhân được người dân phát hiện chết trong nhà, trên người có nhiều thương tích. Công an Quảng Ninh đã phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. Thông tin về vụ việc sẽ được Vỉa Hè News cập nhật sớm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.